Đây là bác con đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đấy, con này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì các bác bật lên này cho em này, và cái chức năng cảm ứng này. Đấy, gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này, gạt qua nó tắt, gạt qua nó sáng này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, của thương hiệu Zmoney con này. Đó. Đây. Made in Germany nhá. Made in Germany, hàng của Đức cho các bác luôn và rất chất lượng. Qua đeo như này, các bác dùng để đeo lên đầu rất là tiện ích. Có thể tùy chỉnh như này nhá, hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đấy, có cảm biến như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem, rất là tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì dùng rất là ngon và tuyệt vời luôn. Đó. Dùng rất ngon, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Rất ngon luôn. Đó. Đây nha, lên cho anh em cái con đèn đeo đầu wifi con này. Con này nó sẽ có cho anh em là điều chỉnh pha như này anh em này. Đấy, điều chỉnh pha và nó rất là giỏi luôn. Pha anh em có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo này. Đấy, có thể điều chỉnh to nhỏ như này, rất là tiện này. Và con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn. Đây em sẽ dọi cho anh em xem này. Đấy, con này thì pha của nó khá là giỏi luôn. Đây, giỏi cũng rất là xa anh em nhé. Giỏi rất là xa luôn. Và cũng rất là sáng. Và con này nó sẽ có cảm biến tự động cho anh em luôn. Đó, đây ban đêm này anh em này. Đó, giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến cho anh em nhé. Đó, con này giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến, anh em có thể gạt tay qua là nó tắt, gạt tay qua là nó sáng, nó rất tiện ích nhá. Đó, con này thì cũng rất là tiện ích luôn. Nhỏ gọn anh em đeo đầu, rất là tiện ích, kiểu ok. Của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop bật hết đi. Nay bên shop về cho bác cái con đèn xanh các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác. Lấy bút lông. Con này giá sẽ là 260.000 nhá. Đấy, nó sẽ có quai này các bác này. Và đây nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời và cả pin sạc luôn. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Tất cả các hàng bây giờ thì nó chỉ có cáp sạc thôi các bác nhá. Đây. Đây là cái cáp sạc của nó này, cáp sạc của nó đây. Về nhà các bác cắm vào đây cho em. Đó, con này thì nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng trắng, sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo, có tấm pin năng lượng mặt trời. Con này thì kích thước của nó vào khoảng 20 x 20. Đấy, có cái chống va đập các kiểu này và các cái mắt LED như này. Và con này các bác dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều rất là tiện, tiết kiệm điện và rất là tiện ích nhá. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn xanh 260.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng này. Thì em lên cho anh em cái con đèn này, nó sẽ là một con siêu sáng cho anh em luôn. Anh em thấy không? Đấy, con này thì độ sáng của nó thì khỏi bàn rồi anh em này. Đó, đây anh em thấy chưa? Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ là con pin năng lượng mặt trời và nó có báo pin anh em này, có báo pin như này. Đó, con này thì cũng có chế độ là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và ánh sáng trung tính này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy, con này thì ví dụ như em pha lên này, để pha lên nhà anh em này. Đó, rất là sáng luôn nhá. Đó. Thì anh em có thể sử dụng để mình chiến công trình này, ăn cơm ăn nước hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ có cho anh em là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng này. Đó, ánh sáng trắng là sáng nhất luôn. Sáng trắng sẽ là sáng nhất như này. Đó, tiếp theo là ánh sáng vàng này. Tiếp theo là ánh sáng trung tính này. Và có cho anh em là đèn xanh đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Rất là tiện ích luôn anh em nhé. Và rất sáng luôn. Đây anh em thấy không? Đây. Đấy, đèn này. Rõ đâu là sáng đấy luôn nhé. Kháng sáng cả một vùng trời luôn anh em thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn anh em nhé. Đây. Đấy, sáng trưng luôn. Anh em có thể treo lên như này. Treo lên như này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok nhá. Đó, treo này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok này. Rất sáng luôn nhá. Đấy, rọi rõ ngoài vườn luôn anh em này, bắt sâu bắt xiếc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đấy, rất ok nhá. Đó. Lên cho bác cái con đèn F1 nhá. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng F1. Đấy, con này nó cũng sử dụng năng lượng mặt trời. Đó, có ốc điều khiển nhiếc đầy đủ cho các bác luôn và con này cũng rất là sáng này. Đấy, nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Và có cảm biến nhá. Tất cả những cái dòng đèn năng lượng này đều có cảm biến hết, tức là ban đêm khi mà có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Dây cũng dài từ 2 đến 3 mét. Và các bác có thể để ở các cái vị trí nào tùy chỉnh cho nó phù hợp các bác nhé. Đó, vào đây. Các bác cắm cái phần chân kết nối năng lượng vào đây cho em này. Đây, cắm đây cho em. Đó. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 nhé. Đấy, đây. Nó sẽ có 3 chế độ sáng như này. Và ban ngày thì cái này nó sẽ là nó có cảm biến nhá. Đấy, khi mà che đi thì nó sẽ sáng các bác nhé. Đó, ban đêm là nó sẽ sáng. Đấy, nó rất tiện ích như vậy. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1. Đèn năng lượng F1. Lên cho em là đèn năng lượng F1 nhé. Con này sẽ là 130.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 130.000. Em sẽ test thực tế cho các bác xem luôn. Thì em lên cho anh em cái con đèn... Đây, đấy em thấy không? Đây. Con
Con này thì bên em ký hiệu nó là đèn F1 anh em nhé, rất sáng luôn này. Đấy anh em thấy không? Đây. Đấy, pha của nó khá là rọi và sáng luôn anh em thấy không? Đây. Em rọi này, rất sáng luôn nhá. Ban đêm mà rất là sáng luôn. Đó, thì nó sẽ có cho anh em là chế độ sáng 1 này, sáng 2 này và sáng 3 này. Đấy, đây. Sáng mạnh này. Đấy, chế độ này là sáng mạnh nhất này. Rất sáng anh em nhá, sáng mạnh nhất này, sáng vừa này và sáng 3 này. Đấy anh em thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đây. Đấy, chế độ này của nó là sáng nhất ở đây anh em nhá. Khá là sáng luôn, rất tuyệt vời để cho anh em sử dụng này. Đó, đây. Sáng chói luôn anh em nhìn vào ban đêm là rất là sáng này. Đấy, chế độ sáng 2, chế độ sáng 3 này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là sáng 1 này. Đó, đây, anh em thấy không? Đây. Rọi này. Rọi đâu là sáng đấy anh em nhá. Đi đâu là sáng đấy luôn, đi đâu sáng đấy luôn, rất là tiện ích nhá. Đó, rất tiện ích luôn này. Sáng trưng luôn anh em thấy không? Đó, rất ok. Rồi ok anh em. Lên cho bác đó là cái con đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, có thể tùy chỉnh nha. Có thể tùy chỉnh xoay các hướng như này, rất là tiện ích nha. Và con này cũng rất là sáng luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Và nó cũng có 3 chế độ sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Qua lên hiện là đèn năng lượng 3 cánh 180.000. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó này. Dây rất là dài luôn. Và các bác cắm pin vào đây. Cắm pin vào con đèn này chưa? Đó, pin năng lượng 3 cánh như này. Và có kèm với các bác là ốc yếc, rồi là điều khiển yếc đầy đủ cho bác luôn. Combo ốc điều khiển pin đèn như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000. Đây, rồi em sẽ test sản phẩm thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên em là đèn năng lượng 3 cánh. Đây, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Và về nhà các bác cắm vào cho em. Sau đó thì mình đấu nối rồi mình điều chỉnh để ở cái vị trí nào cho nó phù hợp. Đây, em sẽ test trực tiếp cho bác xem luôn. Đây nha, hôm nay thì em sẽ test cho anh em xem cái con đèn này anh em nhé. Đấy, đầu tiên nó sẽ là cái con đèn đây. Đấy, con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh anh em này. Đấy, đấy anh em thấy không? Đi đâu là sáng ở đấy luôn anh em nhé. Đấy, trời đang tối nhưng mà mình đi đâu là sáng trưng đấy anh em này. Đó, anh em thấy không? Đây, rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho anh em rồi. Và con này của nó là dòng siêu sáng luôn. Anh em nhìn trực tiếp là sáng chói mắt luôn anh em nhé. Đây, đấy, anh em thấy không? Đây, rất sáng luôn anh em nhé. Đó, rất sáng luôn anh em thấy không? Đó, đây con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh này anh em này. Đó, con này thì nó sẽ có cho anh em là 3 chế độ sáng nhá. Đấy, 3 chế độ sáng cho anh em này. Đây, nó sẽ có cho anh em là sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, và sáng yếu nhá. Đấy, sáng mạnh này. Rất sáng luôn anh em thấy không? Đây, sáng trưng luôn này, sáng vừa này, sáng yếu này. Đó, sáng mạnh nha anh em này. Đấy, đây. Chế độ sáng nhất của nó là sáng mạnh như này anh em nhá. Rồi ok. Tiếp theo thì để xuống đi, không rơi vỡ, để xuống. Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đơn hàng từ 200.000 để lên bên em sẽ bao ship nhé. Các bác cứ cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Đấy, nó chỉ có đơn giản như vậy thôi để phục vụ các bác. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái con dao gọt của Nhật các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em là dao các bác lên cho em đó là cái các bác lên cho em là dao gọt 2 nhé. Lên cho em là dao gọt 2. Con này chiều dài của nó khoảng 20 cm. Hàng của thương hiệu Wattbo này. Đấy, Wattbo Japan. Con này nó sẽ là dòng liền thân nhá. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Một cái dây bóng dai nhá. Dây bóng dai như này mà em còn dọc được nhá. Là các bác thấy cái độ bén của nó rồi. Đấy, tức là nó phải siêu bén luôn thì nó phải dọc được cái dây bóng dai như này. Đấy, còn đối với giấy thông thường thì nó quá đơn giản thôi nhá. Đối với giấy thông thường thì quá đơn giản rồi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con dao gọt 2 như này. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 80.000 cho con dao gọt 2 như này nhá. Lên mã giúp cho em là đó là dao gọt 2 nhá. Gọt 2. Giá sẽ là 80.000 cho một chiếc dao gọt 2 như này. Chiều dài khoảng 20 cm nhá. Gọt 2 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho mấy em robot như này các bác. Đấy, 120.000. Đây, về nhà các bác chỉ cần ấn cái nút này cho em là nó chạy thôi. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đây nó có phần cản pin, tháo ra cho em. Và tháo cái chân này ra. Đây là cái chân này điều hướng này. Nó xoay nó sẽ điều hướng. Đây. Đây khi em mở máy ra cho các bác xem thì hàng mới tinh nhá. Đấy, hàng mới tinh.
chưa hề có một hạt bụi nào luôn, bóng loáng luôn nhá. Bây giờ em sẽ hút thử cho các bác xem. Đấy, hút thử cho các bác xem, cảm nhận được cái độ sạch của nó nhá. Đây, đấy, các bác bật lên xem, máy chạy này, đấy, rất là ngon lành nhá. Đấy, con này thì nó chạy được cả trên thảm, cả dưới đất nhá. Đấy, cả trên thảm này, cả dưới đất đều ok hết nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, máy đang chạy đây, rất ngon lành luôn. Máy đang chạy đây, đấy. Đấy, đây là em cho chạy trên thảm nhá, còn chạy dưới đất thì các bác này, đấy, chạy dưới đất đây. Đó, các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Con này thì miễn chê luôn, nó chạy cực kỳ là khỏe, êm ái và ngon. Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn, chỉ có 120k thôi. Đấy, đây, bây giờ em sẽ cho nó dừng để test cho các bác xem. Đấy, em đã cho nó dừng rồi, bây giờ các bác em mở nắp cho các bác xem cái lượng bụi bên trong nhá. Đấy, nó chỉ chạy có khoảng 30 giây thôi, nhưng mà các cái lượng bụi mịn của nó đã hút vào nhiều như này các bác này. Đặc biệt là các cái phần bụi lông, bụi mịn này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, thì những cái bụi mịn này nếu như mà thông thường các bác dùng gọi là dùng chổi quét thì không bao giờ quét được những cái dòng bụi mịn như này. Bụi to thì không nói làm gì rồi, những cái bụi mịn như này thì dùng chổi thông thường là không quét được. Và khi đó thì các bác dùng con máy hút bụi này cho em thì nó rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác nên dùng con này, cực kỳ là tiện ích luôn, rất sạch sẽ tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái giá, nó gọi là cái giá quá hạt rẻ để tri ân rồi. Đấy, giá này là giá tri ân các bác rồi nhá. Đấy, chỉ có 120.000 thôi, 120.000 cho một con máy hút bụi như này. Đấy, thì các bác lên cho em là robot hút bụi nhá, tại vì bên shop có cả dòng máy hút bụi nữa. Lên cho em là robot hút bụi này, robot này, đó, robot hút bụi, giá của nó sẽ là 120k một chiếc nhá, 120.000. đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái kéo tỉa inox nhá, hàng made in Japan này. Đó, kéo tỉa inox đây, hàng made in Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm thì rất là ngon luôn nhá. Đấy, đây con này, đây, cắt tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm này, đây. Đấy, những cái dây bóng này cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, thì các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm thì rất là tuyệt vời luôn các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó, con theo đây. Đấy, phần của nó thì nó sẽ có cái phần đầu giáp lưỡi cưa như này, thì khi mà các bác dùng thì nó rất là bám cây nhá, không bị trượt nhá. Đó, bám cây bám lá rất là tốt luôn, chuyên để tỉa răm. Lên cho em là các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, hàng made in Japan, nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan này, giá của nó sẽ là 50k nhá, hàng made in Japan này. Đó, giá của nó sẽ là 50k. Đó, lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này, kéo tỉa inox, giá của nó sẽ là 50k cho con kéo tỉa inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái găng tay lao động nhá, có màu đen, màu đen, màu xanh và màu ghi như này. Đấy, giá thì bên shop trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ theo combo. Đấy, bán theo combo con nhá. Đây, đấy, đây con này rất là ngon lành luôn, có cái cao su chống dính rất là tốt nhá, hàng bằng vải mịn nhá. Nó sẽ là bằng vải này. Đấy, hàng bằng vải dệt 5D. Đấy, cực kỳ là thoáng khí, các bác dùng không bị nóng tay và rất là ôm tay luôn. Em cầm bút viết thoải mái luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động nhá. Đấy, găng tay lao động này. Đó, lao động giá của nó sẽ là 5 đôi sẽ là bằng 40k. Đấy, và 12 đôi thì sẽ là 70k nhá. 70k. Đó. Một bịch này của nó là 12 đôi là 70.000. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên. 5 đôi sẽ là 40.000. 40.000 cho 5 đôi. Đó. Giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. 5 đôi chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì đây bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng. Đây. Đây nó sẽ là một cái nắp cống như này. Đấy. Nắp cống bằng đồng nhá, bằng đồng nguyên chất như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ngon luôn. Đó, khi các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đây. Nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, bằng đồng nguyên chất này. Khi các bác cho nước vào thì nước, xả nước thì nó mới mở nắp nha, còn không thì nắp nó luôn đậy như này thì nó sẽ ngăn mùi cho các bác rất là tốt luôn. Nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k. Đấy, lên cho em là nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng này 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một cái nắp cống đồng. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nha các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối. Đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nha các bác nhé. Thực sự không có mùi hôi nữa khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nha các bác nhé. Có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nha các bác nhé. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại. Đó, giá chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái ô nhật tự động nhá, ô dù nhật tự động đây. Đấy,
thì giá thì chỉ có 80k thôi. Nó sẽ có các màu như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, con này ưu điểm của nó rất là tiện này, khi các bác mở ra thì chỉ cần bấm này là nó sẽ bật ra. Đấy, bấm này nó sẽ bật ra. Dòng ô này của em thì nó sẽ là dòng ô nan kép nhá. Đấy, nan kép cho các bác khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, khi các bác bấm vào thì bóp này nó sẽ vào thôi. Đó, còn khi mình cho vào rồi thì mình lại bóp ra này, bóp này nó sẽ ra này. Đấy, bấm vào nó sẽ vào. Dòng này của nó là dòng nan kép 10 nan nhá. Đấy, nan kép 10 nan, dùng thì cực kỳ thuận tiện luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá, ô dù Nhật. Giá thì chỉ có 80k một chiếc thôi. Ví dụ như các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Một tay mình có thể mở ô ra được rồi. Đấy, thì khi các bác ở trên ô tô xuống này hoặc là tay mình đang bận cầm cái nọ kia thì các bác không cần phải sử dụng hai tay mà chỉ cần một tay là mình đã bóp được vào rồi. Đấy, lưu ý các bác là mở vào và mở ra đều phải ấn nút hết nhá. Hai cái mũi tên đi lên đi xuống này. Đó. Lên cho em là ô dù nhá. Ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k một chiếc. 80k cho con ô dù Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế. Đây. Đấy, một con chổi cọ bàn ghế như này. Các bác chiều dài của chổi thì khoảng 20 cm. Các bác dùng để mình kỳ cọ bàn ghế này. Đấy, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 35k thôi nhá. 35k cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Hàng rất đẹp và giá hợp lý rồi. Đây, các bác kỳ cọ bàn ghế hoặc là ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được, nó rất là tiện, nó là đầu chổi lông như này. Đấy, thì các bác dùng để cọ bàn ghế này, quét ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được, nó rất hợp lý luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 trong cái chổi cọ bàn ghế như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn pin. Các bác lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật đây. Đấy. Hàng của Nhật này, Polis này, made in Japan các bác nhá. Đấy, độ rọi xa thì từ 600 đến 1.000m này, 600-1.000m có kèm các sạc nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Thứ nhất là sẽ có phá kính này, phá kính này, thứ hai là cắt dây này, thứ ba là có nam châm hít nhá. Có nam châm hít này. Đây. Đấy, đây nó có nam châm này. Đấy, nam châm hít này các bác này. Đấy, đây có nam châm hít nhá. Thứ tư của nó sẽ là có sạc ra cho điện thoại này, có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, thứ năm của nó thì nó sẽ là có la bàn này, la bàn. Thứ sáu là có còi hú này. Đấy, có còi hú cho các bác luôn. Con này thì đang bị hết pin rồi. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Con này đang bị hết pin nhá. Đấy, em test con khác cho các bác xem. Đấy, đây. Đây này, đó, đây nhá. Đó. Có còi hú cho các bác nhá. Đây, có còi hú này. Đấy, có còi hú này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đèn sáng ở đây này. Đấy, đèn sáng trắng này. Đấy, các bác nhấn lì thì nó sẽ là đèn đỏ cảnh báo này. Và các bác nhấn lì nữa thì nó lại về cái đèn pha đằng trước nhá. Pha của nó rất là rọi luôn đấy các bác này. Đấy, các bác trông chưa? Ban ngày mà em rọi cái pha của nó còn như này các bác này. Đấy, thì rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin cảnh sát Nhật, giá sẽ là 100. Các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin này, đấy, cảnh sát Nhật. Đèn pin cảnh sát Nhật, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Đấy. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn bếp ga nhá. Cái này thì các bác dùng công năng của nó thì các bác biết rồi. Dùng để chắn cho cái bếp ga nó khỏi bị gió nó tạt đi và tránh cái lực là bị hao ga nhá. Bị hao ga khi mình đun thì nó không bị hao ga. Đó, 25k một chiếc, 25k. Lên cho em là chắn bếp ga nhá. Chắn bếp ga. Đấy. Chắn bếp ga, giá sẽ là 25k. 25.000 cho một chiếc chắn bếp ga như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Các bác lên cho em là kéo hộp đỏ. Đây nó sẽ là một con kéo cắt cành. Dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp rồi. Bên shop em cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, kéo cành hộp đỏ này. Đấy, đây một con kéo cành hộp đỏ như này. Hàng thì nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Con này thì các bác dùng để cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cắt cây, cắt cành, tỉa cành, cắt cành răm, cành giếc đều ok hết nhá. Hàng nội địa của Nhật có chữ triện hẳn hoi nhá. Đấy, đây, rất là ngon lành như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Con này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá, kéo hộp đỏ. Đấy, phần cán này của nó thì liền thân và có ốp gỗ nhá, cán liền thân ốp gỗ này. Hàng này cực VIP luôn. Đấy. Nếu con này các bác mua trên các cái sàn nó bán cho các bác khoảng 300.000-500.000, nhưng mà hôm nay bên shop bán cho các bác giá chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con kéo hộp đỏ như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái mẫu sản phẩm đó là dầu gội đầu.
Đấy, sang mùa hè rồi thì các bác lại dùng dầu gội đầu nhiều, và bên em thì vẫn cung cấp cái dòng dầu gội đầu clear này. Đấy, dầu gội đầu clear đây, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, hàng dầu gội đầu clear như này, cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá, 80k cho một lọ dầu gội đầu clear như này, có hai màu, màu xanh và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, nam nữ đều dùng được cả, rất tiện ích cho các bác luôn. Dầu gội đầu clear hàng của thương hiệu Unilever nhá. Đấy, sản xuất tại Thái Lan con này, đây Bangkok Thái Lan con này. Đó, Bangkok Thái Lan này. Giá sẽ là 80k cho một lọ dầu gội đầu như này, có màu xanh và màu trắng nhá, màu xanh màu trắng. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đây. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đây nó sẽ là một cái đệm cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây con này. Đây nó sẽ là một cái đệm như này. Đấy, và con này thì nó sẽ là dòng đệm cao su non nhá. Đệm cao su non chống trơn trượt cực kỳ là xin lỗi các bác là ngồi thì cực kỳ là êm luôn và độ đàn hồi cực kỳ là tốt nhá. Đấy, các bác có thể để cả quả trứng lên đây ngồi cũng không bị vỡ luôn. Đó. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đệm ghế như này thôi. Các bác lên xem là đệm ghế, giá sẽ là 80.000. Thì các bác có thể ngồi để mình gọi là chống đặc biệt là các bác nào hay bị trĩ này, đấy, trĩ nội trĩ ngoại hoặc là bị đau lưng, đấy, đau lưng mỏi lưng thì các bác dùng cái này cho em, nó rất là êm ái. Thì các bác chỉ cần đặt lên cái ghế làm việc của mình hoặc là cái ghế sofa đó để mình ngồi, nó rất là tiện ích luôn. Chiều dài của nó khoảng 35 và chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá, 25 đó. Đây mã giúp cho em là đệm ghế, giá sẽ là 80.000 nhá, đệm ghế này đó, đệm ghế giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái đệm ghế này luôn. Đây con này, đệm lót mông silicon chống ngay mông đau lưng, đau cuộc sống, chống bệnh trĩ, đau thần kinh tọa, dùng cho người thường xuyên phải ngồi nhiều như dân văn phòng, học sinh, sinh viên, các mắt tài xế. Đệm được thiết kế theo cấu trúc tổ ong đối xứng hai mặt, chất liệu silicon đàn hồi, không biến dạng dù bị kéo, không sợ xẹp lún, dễ dàng gấp gọn mang đến văn phòng, lớp học, công xưởng. Đệm lót mông silicon chống ngay mông. Sao các bạn thích ngồi đệm silicon này quá, phân tán được tốt quá trời, ngồi lên trứng sống không vỡ luôn mà. Đệm này là mình lót ghế ngồi gần cả năm rồi đó, thậm chí mình còn hốt thêm để cho ba mẹ mình dùng nữa. Vì trong các loại đệm ngồi thì mình thấy loại này khá rẻ mà vẫn rất là thông thoáng, dễ vệ sinh. Chất liệu là silicon nên độ đàn hồi và phân tán lực của nó cũng khá tốt. Lấy tay nhấn đè cái trứng này xuống mà cái trứng còn nguyên, ngồi hẳn lên cái trứng luôn mà không bể luôn mà. Ngồi không bể thì đập cho bể để còn ăn trưa nữa chứ. Đệm này sẽ rất phù hợp để lót lên mấy cái bộ ghế gỗ hay là ghế cây có cái bề mặt phẳng. Còn những cái ghế mà đã có đệm sẵn rồi như là ghế văn phòng thì nó sẽ hỗ trợ êm hơn chút xíu. Như ba mẹ mình hay ngồi làm việc là dùng cái đệm này ngồi nhiều lắm. Mà ngồi dưới đất thì đừng có nhảy cứ oạch giống vậy nha. Đầu á, đệm lần này mình hốt thử ở trên TikTok shop thì nó vẫn rất êm như cái đệm trước nay mình ngồi. Đệm rất là ok nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khoan mini các bác này. Đấy, hàng đồ kim khí này, bộ khoan mini cho các bác luôn. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm là một cái bộ khoan đựng trong một cái hộp như này, rất chất lượng xịn sò, giá chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một máy khoan như này nhá. Đấy, đấy, rất là ngon luôn. Con này thì các bác có thể xoay ấn cái lẫy này xoay thẳng này cho em. Đó, tiện không? Các bác có thể dùng thẳng này, dùng thẳng cũng được, mà các bác có thể dùng hình khẩu súng cũng được. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá, chạy rất là khỏe luôn. Đó, các bác có thể đảo đi như này, đảo đi như này cho em. Đó, đây, rất tiện nhá, và có đảo chiều ra vào nhá. Ngoài ra thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là có tới cho các bác là 30 đầu vít này. Đây, đấy, chọn bộ này, 30 đầu vít này. Đấy, rồi các cái đầu khẩu này, một cáp sạc này, một cái đầu ngoắt nghéo này. Đấy, và hai mũi khoan này, hai mũi khoan, một đầu nối và bốn đầu vít này. Đó, lên cho em là khoan mini nhá. Đấy, chọn bộ sản phẩm như này chỉ có 180.000 thôi. Đấy, khoan mini đầy đủ chi tiết cho các bác luôn mà giá chỉ có 180.000 thôi. Khoan mini nhá, khoan mini này, khoan mini 180k cho một bộ khoan mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ có cánh quạt này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt này, và có một dây như này. Bộ này chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho một bộ sen quạt thế này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt, bao gồm một sen quạt này và một bộ dây có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trực tiếp trên tay như này, các bác không cần phải đưa vào gật gù để mình đóng ngắt này. Và có cho các bác là tăng giảm ở đây nữa nhá, đóng ngắt tăng giảm đầy đủ cho các bác luôn. 100.000 cho cái bộ vòi sen quạt tăng áp như này. Đấy, giá thì cực kỳ mềm mại rồi, chỉ có 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Các bác chả đi đâu mà mua được cái bộ như này mà giá 100.000, em bên em bán cả nghìn bộ rồi. Lên cho em là sen quạt này. Đấy, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai đèn này.
Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu lấy dây tai và một đầu gắp luôn, tất cả đều có đèn. Đấy, thì đây em sẽ có cái video cho các bác xem luôn cho nó nhanh. Đấy, thực tế luôn. Để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho bé. Nhưng đó, nếu không biết cách lấy hoặc sử dụng những vật dụng cứng sẽ làm cho bé rất đau. Đấy, có đèn bật lên được luôn các bác này. Đó. Và có bộ gắp cũng có đèn luôn, rất tiện nhá. Đấy, hai cái luôn. Combo cho bác hai cái. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng bao gồm cho các bác là 5 khay. Ở đây thì nó sẽ là cả khay cả nắp luôn, cả khay cả nắp luôn. Hàng thì rất là đẹp, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, em gọi nó là siêu mỏng thôi chứ nó cũng không đến nỗi là quá mỏng đâu. Nhưng mà em gọi thế để cho các bác yên tâm. Các bác nhận hàng cũng đến lúc các bác nhận hàng các bác lại chê là mỏng thế. Tại vì cái giá của nó rất là hợp lý rồi, một cái bộ 5 khay inox như này. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Bộ 5 khay siêu mỏng nhá, bộ 5 khay. Bộ 5 khay siêu mỏng giá sẽ là bộ 5 khay siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50k. Ưu điểm của con này thì các bác dùng để bỏ thực phẩm thức ăn trong tủ lạnh nó rất là tiện này. Đấy, có nắp đậy cho các bác không bị mùi. Và một bộ là 5 chiếc, chiếc to nhất thì vào khoảng là 20 cm. Và đây, to nhất thì là 18 cm nhá và nhỏ nhất là 10 cm thì nó sẽ có combo cho các bác sử dụng rất là tiện luôn. 50.000, tính ra vào có 10.000 một chiếc thôi, 10.000 cái khay này thôi. Đó, giá sẽ là 50k nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là kia bơm tẩu ô tô. Đấy, bơm tẩu ô tô thì con này các bác chuyên dùng để mình bơm ô tô thôi nhá, bơm ô tô thôi. Đấy, và các bác phải có ô tô con thì mình mới dùng được. Hàng thì của thương hiệu Toyota, nó sản xuất để tặng cho khách hàng mua ô tô nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đây, đây nó sẽ là cái đầu bơm của nó này và đây là cái dây dẫn này. Đấy, dây dẫn để các bác có cái đầu tẩu này các bác cắm vào ô tô nhá, chứ không các bác không, cái này không dùng cho xe máy được đâu. Đấy, không dùng xe máy, không dùng điện được, mà con này phải bác nào có ô tô thì mới dùng. Ô tô thì nó sẽ có sẵn tẩu rồi. Đấy, các bác cứ để trên ô tô. Ví dụ như là xe cộ có vấn đề gì thì các bác ấy vào cho em. Nó rất là tiện luôn. Lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Giá sẽ là 180.000 cho cái bộ bơm tẩu ô tô này thôi. Hàng thương hiệu Toyota. Đấy, các bác yên tâm sử dụng. Hello, chào các bác quay trở lại với shop bảo huấn, cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, 430.000, hàng thì nó của thương hiệu Kaisavilla, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, các bác theo đây. Những cái nắp nhức của nó các bác đã thấy độ chất của nó rồi. Đấy, mở nắp ra đậy vào này. Đấy, con này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em nhá, đun bếp từ, bếp ga, các loại bếp giáp đều ok hết nhá. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều ok hết. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là các bác chỉ việc là cho nước vào là đun thôi, rất khủng bố luôn, rất chắc chắn dày dặn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 430.000, lên bạn thì em là ấm đun nước 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, 280.000 một hộp như này. Các bác có thể phủ được từ 7 đến 10 lần, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc. Thì dòng này thì nó rất là tiện dụng luôn. Đây các bác này. Đấy. Nó có sẵn đâu. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây. Đấy. Nó sẽ có sẵn cho các bác đầy đủ combo này, bao gồm là một đầu lược này, một lọ thuốc này và các cái bộ dụng cụ đi kèm nữa nhá. Đó, 280.000, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em các bác rồi. 280.000 nhá. Các bác nào mà hay bị bạc tóc này, rồi tóc bạc này. Nói chung là các bác dùng con này cho em thì nó rất là tiện. 280.000, hàng của Nhật, nguyên đai nguyên kiện như này nhá, made in Japan các bác nhá, made in Japan, 280.000, dầu gội phủ bạc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thông cống vàng nhá. Đấy, nước thông cống vàng như này 60.000 một lọ. Đường ống cống rãnh nhà các bác bị tắc thì các bác dùng con này cho em. Đó, dùng con này cho em, hàng nội địa của Nhật cũng cực kỳ cao cấp luôn. Đó, made in Japan các bác nhá, made in Japan. Lên cho em là thông cống vàng 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá, bánh xà phòng của Nhật. Dòng này thì tuổi đời của nó là từ năm 1890 của thương hiệu của Nhật nhá. Đó. Thì con này sẽ là lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh, 40.000 một bánh như này và 101 cho 3 bánh nhá. 342 101 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây điện của Nhật nhá, dây điện của Nhật này. Đó. Thì 5m là 240, 10m là 350 và 30m là 700 nhá. Đấy. Hàng dây thì nó sẽ là dây của Nhật như này, cực kỳ là
Dây này là dây 2.5 nhé, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Dây 2.5 của Nhật đây, Japan CU các bác này. Đây. Đấy, Japan CU, dây của Nhật xịn nhá. Japan CU dây của Nhật xịn như này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, Japan CU dây của Nhật xịn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là dây 2.5 dây lõi đồng. Đây, có đầu đầu này có đèn báo nhá, đầu này có đèn báo và đầu đúc liền như này. Giá của nó sẽ là theo theo dây nhá. Đấy. Có dây 5m, dây 10m nhé. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên em về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và đây, giá còn 5m sẽ là 240.000, 10m là 350.000 và 30m là 700. Thì các bác mua cái 10m này có 350 thì nó được lợi hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn nhá. À, cái đuôi đèn cảm ứng thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu đuôi lò xo, hai là mẫu một là mẫu đuôi các bác có thể là về đấu điện trực tiếp, hai là mẫu hai đuôi hai đầu thì về nhà các bác cắm điện. Đấy, giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây, đây cái mẫu này sẽ là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Về nhà các bác xoáy cái bóng cũ ra, xoáy cái đuôi này vào cho em, xong xoáy quả bóng mới vào cái đầu này đó, gọi là đuôi hai đầu rất là tiện luôn. Thì về nhà các bác không phải đấu nối. Con này là 60.000. Còn có bên em vẫn có cái con đuôi cảm biến này. Đấy, đuôi cảm ứng này thì con này về nhà các bác phải đấu nối vào nguồn điện thì nó phức tạp hơn một chút, thì con này sẽ là 55.000. 55.000 cho con này. Đấy, cũng là cảm biến chuyển động, có người đi qua thì sáng mà không có người đi thì nó sẽ tắt. Thì có hai mẫu như vậy, một là mẫu đấu trực tiếp, hai là mẫu này nếu nhà bác nào có sẵn cái đuôi đấy rồi mà muốn thay vào thì các bác dùng con này cho em, mình thay vào cho em là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện, con này sẽ là 60.000 một chiếc. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, tiết kiệm được từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ của gia đình nhà mình. Rất là tiện ích luôn, máy tiết kiệm điện 60.000. Các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ấm trà đồng nhá, bộ ấm trà đồng như này. 450.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Đây cho em là ấm trà đồng 450.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đĩa này. Một cái đĩa như này. Đấy, tiếp theo cho các bác là bộ chén đây. Đấy, bao gồm cho các bác là một đĩa. Đấy, một đĩa 6 chén và một chuyên nhá. Chất liệu bằng đồng. Đấy. Một đĩa có 6 cái chén luôn. Đó. Cái này đóng gói của nó cũng rất là cẩn thận mà nhá. Đó. 6 chén một chuyên. Chuyên của nó thì nó sẽ là rất là vừa xinh nhá. Đây. Nó sẽ rất là vừa xinh và đẹp như này. Hoa văn rồng phượng này. Đấy các bác theo. Đây. Đấy. Combo cho các bác luôn. Một bộ sản phẩm như này 450.000. 450.000 nhá. Đấy. 6 chén 10 chuyên. Các bác có thể dùng để mình uống trà, rồi nói chung là đa di năng luôn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình trưng bày hoặc là dùng trực tiếp để mình làm các công việc hàng ngày. Đấy, rất là ok các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Cái đít này của nó thì nó khá là dày đấy các bác. Đít này khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy. Bên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Giá sẽ là 450.000 cho một bộ chuyên chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm đó là cái bột thông cống nhá. Bột thông cống của Nhật, con này thì giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000 cái bột thông cống như này. Còn cái chai thông cống này thì nó đắt hơn một chút, nó sẽ là 60.000 cái chai nước thông cống như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bộ nồi của Đức nhá, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy thì bộ của nó sẽ bao gồm là 6 món như này nhá. Đấy, 6 món như này. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái nồi nhỏ. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. Nồi nhỏ, con này là dung tích là 2 lít các bác này. Đấy, đế của nó là đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp như này. Đấy, tiếp theo là một cái nồi quay lạch nhá, một cái nồi quay lạch như này. Đó, một cái nồi quay lạch như này. Siêu dày luôn các bác. Nghe tiếng gõ là các bác đã biết nó dày rồi. Đây, hai con này bằng nhau. Một con là quay hai bên, một con là quay lệch như này. Tiếp theo là đến cái con này là 3 lít này, con này 3 lít. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho em luôn. Đó, dày dẫn chắc chắn nhá. Đây. Đấy, hàng của Beijing của Đức nhá. Tiếp theo là đến một con 4 lít này. Tất cả đều có vung hết nhá. Con này là con 4 lít này. Đó, con này con 4 lít này. Cũng rất dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Đế 5 lớp, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Nói chung là tất cả các loại bếp đều đun hết nhá. Đó. Tiếp theo là con này là con
5 lít này, con 5 lít. Con 5 lít này thì nó hơi bị móp cái này một chút nhá, hơi bị móp cái này một chút thì bên em có hai bộ bị móp. Thì bên em sẽ bán cho các bác cái giá nó sẽ tốt hơn một chút. Là nó đây nó em quay lên là nó như nào, nó có nào đây em nói thế luôn. Đây khi đậy vung vào nó vẫn ôm bình thường, nhưng mà nó hơi móp một tí chỗ này này. Đấy nó hơi, nó gọi là hơi móp cái viền này vào thôi. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về nó hơi móp cái viền bên này. Thì bộ này bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá đó là 650.000 nhá. Bên em đang bán là 700. Riêng bộ này thì bên em thanh lý cho bác giá 650.000. Đấy là hơi móp một chút thôi thì bên em bán thanh lý cho các bác. Bớt đi cho các bác là 50.000. Đấy. Chứ còn hiện trạng thì nó không hề có thay đổi gì cả nhá, không hề có thay đổi gì cả. Không có vấn đề gì, nó chỉ hơi móp một tí chỗ này thôi các bác này. Đây. Đó, mắt thường các bác cũng quan sát được nó hơi móp một chút đây. Hơi móp một chút này. Đấy thì nếu mà các bác lấy bộ đẹp thì giá của nó sẽ là 700, còn cái bộ móp này thì bên em thanh lý cho bác giá 650.000 nhá. Đấy. Bộ móp này thì giá của nó sẽ là 650k. Lên mã giúp em đó là bộ nồi Đức 6 món nhá. À, 700k, 700k, còn riêng bộ móp này thanh lý cho bác giá là 650.000. Đấy. Con chảo này nữa này, đấy một con chảo trắng đá chống dính nữa. Tất cả đều có vung hết nhá. Kể cả cái chảo này cũng có vung luôn. Chảo này cũng có vung luôn các bác này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Rất chất lượng xịn sò như này. Combo cho các bác nhá. Đó, 6 món này. Bao gồm cho các bác sẽ có là đi hai cái nồi 2 lít này. Đấy, một cái 3 lít này. Một cái 4 lít này. Đó, một cái 4 lít này. Một cái 5 lít này. Và một cái chảo này. Giá thanh lý cho các bác, riêng cái bộ bị móp này giá sẽ là 650.000 nhá. 650.000 cho cái bộ bị móp như này. Đấy, 650.000. Còn lại thì giá tiêu chuẩn vẫn là 700 nhá. Giá tiêu chuẩn vẫn là 700, còn giá thanh lý là 650.000. Bên em có hai bộ bị móp thì thanh lý cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kính lúp nhá. Con này thì các bác có thể về mình lắp thêm pin vào để mình dùng khi mà cần thêm sáng nhá. Đây là công tắc của nó này. Và đây là cái chân pin này. Về nhà các bác lắp pin vào cho em cũng ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kính lúp như này. Đây. Đấy các bác này. Đó. Để các bác có thể xem thực tế luôn, nó rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng nhá. Con kính lúp này thì rất là tiện các bác này. Đó, đây các bác theo. Đây. Đấy, phóng to cho các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là kính lúp nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k nhá. Lên cho em là kính lúp 70k cho một con kính lúp như này. 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia này, do anh cái này thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia massage cổ vai gáy nhá. Đấy, massage cổ vai gáy đúng không, massage cổ vai gáy như này. Con này thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đai như này để các bác đeo vào cổ vai gáy nhá. Đây nó sẽ có do anh cái đai này thì đây nó sẽ có cho các bác là cái phím nguồn này, cái phím nguồn hình tròn như này thì các bác giữ lì cho em là từ 3 đến 5 giây là máy nó bắt đầu chạy nhá. Đấy, và các bác dò lên rồi. Các bác cứ đặt vào cổ vai gáy cho em là xong. Đó thì nó sẽ giúp cho các bác là dò đi. Giúp cho các bác là massage cổ vai gáy rất là tốt luôn nhá. Đấy, massage cổ vai gáy rất là tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 320.000 nhá. 320.000. Khi các bác tắt đi thì chỉ cần giữ lì là xong, còn bật lên thì các bác phải tắt đi thì nhấn một lần, còn bật lên thì các bác giữ lì cho em. Đó. Combo cho bác một con massage cổ vai gáy như này. 320k, 320k cho con massage cổ vai gái nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đài FM nhá, con đài FM như này. Đây về nhà thì các bác kéo cho em cái này lên này. Đấy, kéo cho em cái công tắc này lên. Đây cái bên tay trái này sẽ là công tắc, vừa là công tắc vừa là volume luôn. Còn bên phải này thì sẽ là dò nhá. Đấy. Thì các bác cứ dò cho em là nó sẽ ra tần số này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái loại bút thông mạch nhá. Đấy, bút thông mạch đây, hai loại bút như này. Đó, đều rất là sáng luôn các bác nhá. Hai loại bút này đều rất là sáng này. Một con thì nó sẽ là bút thông mạch thường nhá, bút thông mạch thường như này. Thì con này giá của nó sẽ là 20.000, còn con này thì bút thông mạch cao su. Đấy, thì tức là nó có cao su như này, chống điện rất là tốt này và các bác có thể dùng làm tô vít được luôn. Đấy thì nó sẽ đắt hơn một chút, to hơn. Đắt hơn con này sẽ là 30.000 nhá. Còn bút thông mạch cao su này sẽ là 30.000. Còn con bút thông mạch thường này là 20.000 nhá, 20.000. Đó thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Đó, giá thì nó có mức giá hợp lý cho các bác luôn. Con cao su thì nó to hơn. Con này con cao su to hơn thì các bác có thể dùng vừa làm tô vít vừa là xoáy sửa chữa được, cũng rất ok và cũng rất là sáng nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tam bông nhá, tam bông. Một hộp này là 200 chiếc. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 cho một hộp 200 chiếc nhá. Tam bông. Các bác lên cho em là tam bông giá sẽ là 20k cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là một hộp 200 cái luôn, hàng xịn.
Tiếp theo là giấy lau dầu mỡ nhá, giấy lau dầu mỡ. Đấy, giấy ướt lau dầu mỡ. Thì ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là các cái xà bông tẩy rửa rồi. Đó, các bác chỉ cần lau lên các cái bề mặt là xong nhá. Đây, ví dụ em viết mực cái đây này, em lau nó sẽ sạch luôn con này. Đó. Các bác cứ lau là dầu mỡ viết mực sạch luôn nhá. Giá sẽ là 20.000. 25.000 cho một túi như này, 25k cho một túi giấy lau dầu mỡ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bàn chải đánh răng của Nhật nhá. Con này chuyên trị viêm nướu lại đau lại chảy máu chân răng. 25k một vỉ nhá. 25.000 một vỉ bao gồm 6 chiếc luôn. 1 2 3 4 5 6 đây. Hình răng này các bạn này. Chuyên chống viêm nướu lại đau lại chảy máu chân răng. 25.000 một vỉ. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Viên giặt xả 5 trong 1 do lại xem nào. Viên giặt xả 5 trong 1 như này. Đấy, viên giặt xả 5 trong 1 giá của nó sẽ là 55.000 cho một túi như này nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Một viên này giặt được từ 3 đến 5 cân quần áo, các bác chỉ cần ném vào trong máy giặt cho em là xong. Ném máy giặt thôi, rất là tiện ích luôn. Đấy, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy đấm lưng nhá. Qua đây. Con máy đấm. Xem lên cho bác con đài FM trước nhá. Đây các bác này. Đấy, đây một con đài FM rất là ngon luôn các bác này. Đó. Đấy. Đấy các bác thấy không? Rất là hay luôn. Đây là người em nó đang bị nhiễm điện từ cho nên là nó không được nét sóng, chứ còn bình thường nó rất là nét thôi nhá. Đấy. Đấy. Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì con này FM như này. Con này thì ở đây nó sẽ là công tắc này, công tắc và to nhỏ này, đây là dò sóng này, và đây là có cả cái đồng hồ cho các bác luôn. Các bác rút cái nút này ra cho em này. Rút cái nút này ra sau đẩy xuống là đồng hồ này, cắm USB thẻ nhớ các thứ ok hết nhá. 260 cành bao ship cho con đài FM như này, 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em bên cho bác cái con máy đấm lưng nhá. Súng massage nhá, súng massage. Đây các bác chỉ cần lắp vào cho em như này. Giữ lì cái này là nó sẽ bật lên này, đây các bác này. Dùng rất là mạnh luôn. Đấy, có 5 cấp độ rung nhá. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy các bác thấy không? Dùng trước chưa? Dùng rất là mạnh luôn nhá. Dùng để massage cổ vai gáy rồi bắp tay bắp chân cái thứ rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con súng thư giãn như này, lên cho em là súng thư giãn 170.000 nhá. Bao gồm cho các bác là một súng này, 4 đầu nhá, 4 đầu massage, một cáp sạc. 170.000 giá siêu rẻ luôn. Nó hình khẩu súng cho này là bên em gọi nó là súng thư giãn 170k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thảm 46 nhá. Đấy. Chiều kích thước của nó sẽ là 40x60 cho nên bên em gọi thảm 46. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái thảm 46 như này. Giá sẽ là 50.000. Đấy, 50.000 cho cái thảm 46 như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ nhá. Đấy, một mặt bằng nỉ như này nhá. Một mặt bằng nỉ như này và mặt dưới là cao su non chống trơn trượt này. Giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lư đồng nhá. Đây nó sẽ là một con lư đồng rất là đẹp như này. Đây nó sẽ có cái đầu núm này, cái đầu để các bác để gương này. Đây. Đấy, lên cho em là lư đồng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con lư đồng như này. Giá của nó sẽ là bao tiền cái lư đồng này? Lư đồng này. Cái này cơ mà. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là lư đồng nhá. Một cái lư đồng rất là đẹp như này. Giá sẽ là 170.000 nhá. Chất liệu bằng đồng tự nhiên. Đó, hoa văn màu sắc rất là đẹp luôn, hình hoa sen nhá. Hình hoa sen rất là đẹp như này. 170.000 cho một con lư đồng như này nhá. Lên mã cho em là lư đồng 170.000. Đó, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Lư đồng 170k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác một cái sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá. Túi đựng rác kích thước của nó sẽ là 45 nhân với lại 50, 45 nhân 50. Đó thì con này rất là tiện để về nhà các bác có thể để đựng rác rất là phù hợp. Đây thì nó có sẵn cho các bác là cái chất túi của nó thì rất là dai nhá, rất là dai. Các bác dùng nó rất là thích luôn. Đó, đây. Về nhà thì rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có cho các bác là từng lớp một như này. Đấy các bác xé ra cho em này. Đấy nó ở đây là nó sẽ có cho các bác là cái lớp nó dập sẵn như này rồi, dập sẵn như này. Các bác xé ra cho em là xong. Đấy. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho một quận. Một quận này 100 túi luôn. Ra hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. 50.000 một quận 100 túi luôn. Ra hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy. 50.000 một quận này 100 túi. 50.000 một quận 100 túi đây. Đây nó sẽ là một con túi như này. Đấy về nhà thì các bác
bóc vào như này cho em để mình sử dụng này. Đấy, để mình sử dụng. Mình đặt vào cái thùng rác nhà mình. Và khi dùng thì mình, khi lúc nào đi vứt đi thì mình rút cái dây này ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ có cái đầu dây rút xanh như này, các bác rút ra cho em này. Đấy, rút ra như này, rút ra như này. Đó, có theo. Đấy, lên cho em là túi đựng rác nhá, túi đựng rác. Giá của nó sẽ là 50.000 một bịch, 100 chiếc, rồi ok. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ cho em 200.000 nhá. Còn dưới 200.000 thì các bác cố gắng hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 tiền ship mà thôi. Đó, phí ship thì bên em chỉ thu có 30.000 thôi, hàng nhiều hay hàng ít thì nó phí chung là 30.000. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái con máy đuổi chuột thông minh các bác nhá. Máy đuổi chuột thông minh. Con này thì giá chỉ có 35k thôi. Và về nhà các bác cắm trực tiếp vào dòng, lấy cho anh cái biển. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy đuổi chuột nhá. Đấy, máy đuổi chuột thông minh này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Đó, lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc. Đấy. 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Con này rất tiện ích luôn. Đây. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em. Chuyên đổi chuột đổi côn trùng, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m², là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đó, con này rất là ngon lành đấy nhá. Giá thì chỉ có 35k cho một cái máy đuổi chuột này thôi. Các bác lên cho em là máy đuổi chuột, con này thì rất là tiện ích rồi. Bây giờ thì nhà bác nào cũng có chuột, có côn trùng thì các bác cứ dùng con máy này cho em là ok. Đó, máy đuổi chuột, côn trùng, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái dòng sản phẩm nước hoa nhá. Đấy, nước hoa thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là hai cái dòng nước hoa cực kỳ là thơm và rất là được thị trường ưa chuộng nhá. Đó là nước hoa của Chanel và nước hoa của Gucci. Đó. Hai cái chai này thì đều có dung tích của nó là 100ml các bác nhá, 100ml các bạn. Đấy. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 100 các bác lên cho em là nước hoa Chanel thì sẽ là 120.000 nhá, 120k cho một lọ nước hoa Chanel như này. Đó, còn nước hoa Gucci thì sẽ là 130k nhá, 130.000. Đó, các bác muốn lấy loại nào thì lấy, Gucci thì lấy mà Chanel thì lấy nhá. Dòng của Chanel này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Pháp này. Đấy. Made in France các bác này. Đó, made in France, hàng của thương hiệu Chanel và sản xuất tại Pháp nhá. Đó. Còn con này thì nó sẽ là nước hoa của Gucci này, made in UK này, hàng sản xuất tại Anh nhá. Đấy. Thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, hàng bóc siêu luôn, em cũng không có bóc ra đâu. Em để trực tiếp này em gửi cho các bác và em quay thì em cũng chỉ quay qua bên ngoài thôi nhá. Để cho khi các bác bóc hàng là nó nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Nước hoa Gucci và nước hoa Chanel. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh các bác nhá. Mỏ hàn xanh. Thì con này công suất của nó sẽ là 150W. Đây nó sẽ là một con mỏ hàn cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một mỏ hàn và một cái phần đầu đẩy thiếc như này. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 150W. Khi các bác cho cái cuộn thiếc vào đây nhá, là mình bóp là nó sẽ cái thiếc nó sẽ theo cái trục bé này và đẩy ra ngoài thì nó sẽ chạm cái đầu này, là các bác chỉ việc hàn thôi, nó rất là tiện. Giá thì sẽ là 130.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này nhá. Đấy, lên mã giúp em cho là mỏ hàn thiếc, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật, giá chỉ có 130k thôi. Các bác lên mã giúp em đó là mỏ hàn thiếc nhá, giá sẽ là, hoặc là mỏ hàn xanh, lên cho em là mỏ hàn xanh, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho một em mỏ hàn xanh như này. Thì nói chung là con này thì nó có tính năng là đẩy thiếc tự động thì các bác dùng nó cũng rất là thích.
hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác luôn. 130 à? Lên theo là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá sẽ là 130k. 130.000 cái mỏ hàn xanh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái cầm cho anh cái bộ gắp ấy ra đây. Gắp ba đĩa này. Đấy thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gắp nóng nhá. Các bác lên theo là gắp nóng này. Con này thì sẽ là bao nhiêu? 30.000 cho một con gắp nóng như này. Con này thì gọi là gắp nóng, còn các bác có thể dùng để chiên rán này, lật bánh mì, bánh rán, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó. Thì con này các bác gọi cho em nó là gắp nóng nhá, gắp nóng. Con này thì rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 30k cho cái gắp nóng như này nhá. 30k cho mấy cái gắp nóng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã sản phẩm nó nhiều chi tiết hơn, đó là cái gắp bát đĩa nhá, gắp bát đĩa. Con này thì sẽ là 50.000 cho cái gắp bộ gắp bát đĩa như này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái này thì nó sẽ là một cái miếng lót này, miếng lót để các bác lót bát, lót đĩa này, xoong nồi này. Cái này là các bác bắt bằng tay này, bắt bằng tay. Và đây là nó sẽ có hai cái gắp. Cái này thì các bác có thể dùng để kẹp bát, kẹp đũa này, cái này để gắp đĩa này, để gắp đĩa này. Đó thì sản phẩm sẽ là một bộ như này, chọn bộ như này và 50.000. Lên mã giúp em đó là bộ gắp bát đĩa nhé, bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50k cho một bộ như này. Bộ này thì rất là nhiều chi tiết để các bác có thể là mình sử dụng thực tế luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Bộ gắp bát đĩa nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicone chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicone cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Trước đây việc lấy đồ ăn mới hấp ra khỏi nồi đối với tôi là việc cực kỳ khó khăn, vì nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicone chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicone cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Đấy các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000, bộ gắp bát đĩa. Bộ gắp bát đĩa này. Đấy, gắp bát đĩa giá sẽ là 50k nhá, 50k cho một bộ. Còn cái gắp nóng thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng dầu nóng để các bác chuyên dùng để mình ví dụ như là các bác bị đau chân, đau tay, đau khớp cổ vai gáy này, cổ vai này, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, rồi khớp gối này. Đó thì dòng này nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc dung tích của nó là 100ml. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên các cái phần nóng, các cái phần đau, sau đó thì các bác xoa đi. Đây, để các bác massage đi cho nó đánh tan các cái phần bị đau nóng bầm tím. Các bác dành cho người bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy hoặc các bác chơi thể thao thì cũng dùng cái này rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ như này thôi. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chổi đó nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt. Con này thì nó sẽ có chiều dài của nó vào khoảng 1m2, 1m3. Và dòng này nó sẽ là vắt vắt bằng tay, các bác chỉ cần kéo là nó sẽ vắt thôi. Nó rất là tiện đây. Về nhà thì các bác xoáy kết nối các cái phần này vào cho em này. Đấy, nó sẽ có các cái phần nấc như này. Nấc này các bác xoáy vào cho em. Đây là cái phần đằng đuôi này. Các bác xoáy vào cho em. Chiều dài của nó vào khoảng 1m2 đến 1m3. Đây, rất dài luôn các bác này. Đấy, rất dài luôn. Các bác có thể dùng để lau trần nhà, rồi lau nhà, lau gầm bàn, gầm ghế rất là ok. Khi vắt thì các bác lưu ý các bác là thấm cho em cái ấy vào đây nhá. Đấy, thấm cho dầu vào, cho dầu lau vào thì nó sẽ khi vắt nó sẽ trơn, dễ vắt hơn. Và các bác chỉ cần kéo này cho em này. Đấy, kéo này cho em là nó sẽ xoắn vào này này các bác. Đấy, nó sẽ vắt khô luôn. Còn các bác đẩy ra nó lại xẻ bằng như này. Và con này của nó thì xoay 360 độ luôn, cho nên là các bác đưa vào các ngóc ngách đều được hết nhá. Đó, nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100k cho cái chổi tự vắt này thôi. Khi vắt thì các bác kéo lên như này là đã vắt rồi. Các bác có thể lau trần nhà, lau bàn ghế, rồi lau tủ, lau sàn nhà đều ok hết. Con này nó lau đa di năng được nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái mã chổi tự vắt như này. Đấy, giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100.000 một chiếc. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn, nó cũng khá là tiện. Khá là tiện thôi nhá. Đấy. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mã chổi nữa, đó là cái chổi chữ nhật đây. Giá thì sẽ là 80.000 cho mấy em chổi chữ nhật thế này.
Đấy, con này thì nó cái bản chiều lau của nó thì sẽ dài hơn vào khoảng là gần 40 cm, và con này nó cũng là vắt tự động luôn, các bác chỉ cần đẩy qua là nó sẽ vắt tự động cho các bác luôn, nó cũng rất là tiện, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage các bác này. Đấy, các bác lên đã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là súng massage nhá, hình khẩu súng như này. Đấy, và nó massage rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 đầu. Các bác chỉ cần lắp vào. Đấy, giữ cái phím này nó sẽ lên này và tăng tốc ở đây. 1 2 3 4 5 6 có 6 cấp độ như này các bác này. Đấy. Đấy. Dùng rất là mạnh các bác này. Các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân rồi lưng rồi cổ đều ok hết nhá. Đấy, nó dùng rất là mạnh luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác để các bác dùng để massage vào các cái bó cơ này. Đấy. Lòng bàn tay, lòng bàn chân rồi các bác giữ lì này nó sẽ tắt nhá. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 đầu luôn, 4 đầu. Đấy. Đầu tròn, đầu tày rồi đầu hình hình súng thôi nhá. Đấy đây. Nó sẽ là hình khẩu súng như này, lên cho em là súng massage nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có 170.000 cho một con súng massage này thôi. Lên mã giúp cho em nó là hình khẩu súng như này nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đó, lên cho em là súng massage nhá. Súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170k cho một em súng thư giãn như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phẩm huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn chữ nhật nhá. Con này thì giá chỉ có 70 cành nhưng con đèn chữ nhật này thôi. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Bao gồm cho các bác là một đèn này, một dây sạc như này. Đèn thì sẽ có công tắc ở đây này, siêu sáng luôn các bác nhá. Đó, siêu sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, sáng mạnh này, sáng vừa này, nhấp nháy này, và có một con đèn bên hông nữa. Đấy. Và nó cũng có cái quai quặc như này nhá. Có quặc như này các bác có thể quặc vào động được, nó rất là tiện ích luôn. Nó hình chữ nhật như này, dài khoảng gần 20 cm. Đây. Đấy. Nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay này thôi, rất tiện ích luôn. Đấy, nhỏ bằng hai ngón tay này các bác này. Đó. Con này giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Lên cho em là đèn chữ nhật 70.000 này. Các bác có thể để lên treo ô tô để mình hoặc là mang đi mang lại hoặc là dùng các công việc, nó rất là tiện luôn. Đèn chữ nhật 70k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, khay đá thông minh. Cái này thì nó sẽ là bằng silicon. Đấy. Cái đít của nó thì bằng silicon mềm cho nên là khi các bác sử dụng nó rất là đã luôn. Đấy, bằng silicon mềm. Các bác chỉ cần cho vào sau đó thì mình đẩy lên như này. Đẩy này là cái viên đá nó sẽ lên nhá. Đó. Đẩy này là cái viên đá nó sẽ lên này. Rất là tiện ích luôn. 15.000 một chiếc nhá. 15.000 một chiếc như này. Đó. Khay đá thông minh 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió hàng của Singapore nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất ở Singapore. Đây, USA này. Hàng thì là công nghệ của Mỹ và sản xuất ở Singapore. Đấy. Công nghệ bản quyền của Mỹ và sản xuất ở Singapore nhá, hàng siêu thơm cho các bác luôn. Đây. Đấy. Dầu gió các bác này, đây. Đấy. USA các bác này. Dầu gió Mỹ. Đó. Các bác lên cho em là dầu gió xanh nhá. Giá sẽ là 40k cho một lọ như này. 40k cho một lọ dầu gió xanh như này nhá. Dầu gió xanh 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bàn chải điện. Con này sẽ là 50.000 cái bàn chải điện như này. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một bàn, một thân máy và bốn đầu bàn chải luôn. Tính ra các bác mua chỉ có hơn 10.000 cho cái đầu bàn chải này thôi. Đấy, đây sẽ có sẵn đầu bàn chải này, chỉ cần lắp vào cho em là xong này. Lắp vào bật lên này. Đấy. Đấy. Lắp vào bật lên cho em là xong, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ rung rất là mạnh luôn, tần suất rung của nó rất là mạnh luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, đây. Đấy. Đây, có cái lẫy này các bác sập vào cho em này. Đấy. Sập vào cái lẫy này kia. Tần suất rung của nó rất là mạnh luôn, các bác thấy không? Đấy. Có cái lẫy này các bác đẩy vào cho em này. Đấy. Đây. Đẩy vào cái lẫy này cho em này. Đấy. Đây, đấy, đẩy vào cái lẫy này, bật lên này. Tần suất rung của nó rất là tốt nhá. Đấy. Các bác thấy không? Lên cho em là bàn chải điện nhá. Nguyên là các bác đã được kèm thêm cho các bác là 4 cái đầu bàn chải như này rồi. Đấy, giá chỉ có 50 cành thôi. Bàn chải điện 50.000 cho một cái bộ bàn chải điện như này. Tiếp theo thì sẽ là một cái đồng hồ. Cái này là đồng hồ gì nhỉ? Không, cái này. Đồng hồ vun kế nhá. Đấy, đồng hồ vun kế như này.
90.000, giá là 90.000 bao gồm cả đồng hồ, cả dây đo luôn. Đấy. Đo vôn, đo ampere các kiểu con đà điểu được luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Đó. Về nhà thì các bác cứ thế là sử dụng thôi, nó đã có sẵn pin bên trong rồi nhá. Sẵn pin bên trong rồi. Đó. Đồng hồ vôn kế, đồng hồ nhiệt kế nhá. Các bác đo thì mình bật lên mình sử dụng. Đấy, có các số ở đây rất là tiện ích luôn. Lên theo là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế. Giá sẽ là 90k cho một con đồng hồ vôn kế như này nhá. 90.000 một chiếc này, 90.000 một chiếc. Tiếp theo thì nó sẽ là con đồng hồ nhiệt kế nhá. Con nhiệt kế này thì giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 con đồng hồ nhiệt kế như này. Có sẵn pin rồi, về nhà các bác cho pin vào cho em. Và cho vào cho em đúng lúc 12 giờ trưa nhá. Đúng lúc 12 giờ trưa là đèn nó sẽ lên thôi. Đấy, đúng lúc 12 giờ trưa là nó sẽ cập nhật cho các bác là 12 giờ luôn. Đó, 12 giờ rất tiện luôn. Đó, cập nhật cho bác 12 giờ, nhiệt độ là 29 độ C, độ ẩm là 56%. Miền Bắc đang hanh khô nên là độ ẩm rất là thấp luôn nhá. Đó, cập nhật cho bác luôn. 90k à 70.000 nhá, 70.000. Tiếp theo sẽ là một con bộ khẩu 12 chi tiết như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một đầu khẩu, một tay công và một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu nhá, từ 8 đến 20 đầu khẩu của nó sẽ là từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24, hàng siêu đẹp cho bác luôn. Giá là 160.000 nhá, 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Lên theo là khẩu 12 chi tiết 160.000. 160.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt hàng quân đội Mỹ như này. Con này giá của nó sẽ là 195.000. Dung tích của nó là 1,5 lít, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Nắp của nó sẽ là một cái dạng nắp dùng làm cốc nước được luôn. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hàng màu xanh quân đội, có lưới lọc luôn. Đó, có lưới lọc này các nhá. Đấy. Hàng màu xanh quân đội có lưới lọc luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ 195.000. Dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này thì dùng rất là đã luôn các bạn. Đấy, dùng rất là đã luôn. Các bác có thể dùng rất là tiện ấy. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cái này nó sẽ là chổi gạt kính nhá, chổi gạt kính như này. Đó. Giá của nó sẽ là 20.000 một cái và ba cái là đi 50.000 ba cái. Các bác lên cho em là chổi gạt kính này, chổi gạt kính rất là tiện luôn. 20.000 một chiếc. Kích thước của nó thì rộng của nó khoảng 25 cm. Cầm để gạt này rất là tiện, chổi gạt kính nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 một cái. Tiếp theo thì nó sẽ là cái vòi tưới cây đây. Vòi tưới cây thì các bác lên cho em cái vòi này, nó sẽ là vòi đồng nhá, vòi đồng này. Đấy, vòi đồng như này. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Vòi đồng tăng áp này. Đấy. Còn đây là các bác lên cho em đó là con này nó sẽ là vòi đồng tăng áp nhá. Còn con này thì nó sẽ là bên em có hai cái mẫu vòi phun nước như này, thì các bác lên cho em là vòi này là vòi đen nhá, vòi đen tăng áp này. Đấy, vòi đen tăng áp. Vòi đen này thì nó sẽ là cái phần cút này của nó bằng đồng này và có ba cái phần cút nối này. Còn là cái này thì các bác lên cho em là vòi vàng tăng áp nhá, vòi vàng tăng áp, con này thì bằng đồng thau hết này. Đó, giá sẽ là 40.000. Thì các bác lên cho em là vòi đen này hoặc là vòi vàng này. Vòi vàng là 40.000, còn vòi đen là 50.000 nhá. Vòi đen là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ có còi hú luôn. Khi các bác dùng thì các bác lật đảo chiều đưa cho em là còi nó sẽ hú ngậu lên. Giá sẽ là 80.000 cho cái khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi nóng nhá. Đây nó sẽ là một cái túi như này. Các bác có thể cho nước nóng vào đây để mình chườm nhá. Đấy. Xoáy ra. Xoáy ra cho đó thì mình xoáy ra cho em này. Đấy, có gen xoáy, có gioăng nhá, có gioăng giếc đàng hoàng. Rất là chắc luôn. Cho nước nóng vào đây để mình chườm này. Đấy, gọi là túi chườm. Túi chườm. Lên cho em là túi nóng, giá sẽ là túi nóng 35.000 cho cái túi nóng này thôi nhá. 35.000, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá, 160.000. Con này nó dùng pin. Các bác có thể đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy. Con này nó dùng pin rất là tiện luôn. Đấy, máy đo huyết áp, đo nhịp tim các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho bác là cái lẫy để các bác lắp pin này, lắp cho em pin con thỏ vào đây mình dùng thôi. Đấy, lắp pin con thỏ vào đây, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi các bác bật nguồn ở đây. Giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy đo huyết áp nhá. 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao cắt kính gạch men nhá. Con này thì sẽ là
được tặng kèm thêm hai lưỡi nữa. Và giá của nó sẽ là 150.000 cho cái bộ dao cắt kính gạch men như này. Đấy, đây. Chuyên dùng để cắt kính, cắt gạch men rất là ok luôn. Cái này bên em bán rất là nhiều rồi. Chuyên để cắt kính, cắt gạch men. 150.000 cho cái bộ dao cắt kính gạch men này các bác nhé. 150k. Đó, lên cho em là dao cắt kính gạch men 150.000 các bác này, 150.000. Vòi xịt vệ sinh, cả dây, cả vòi, cả dây, cả đầu vòi xịt như này, hàng của Nhật nhá. Giá là 90.000 cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Tiếp theo thì nó sẽ là 100.000 cho cái bộ mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh này có điều chỉnh áp này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ làm cái mỏ hàn như này, có điều chỉnh tăng giảm này. Đấy, công suất của nó là từ 60W này, 60W có điều chỉnh nhiệt độ này. Đó. Có cho các bác là nhựa thông này, thiếc này. Đấy. Và 5 mũi thay thế nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn thiếc nhá. Mỏ hàn thiếc, giá sẽ là 100.000 cho cái bộ mỏ hàn thiếc như này, 100.000. Tiếp theo thì các loại ví này. Đầu tiên thì nó sẽ là có con ví thanh lý. Ví thanh lý da bò. Da bò nhưng mà hàng thanh lý giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000, chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Tiếp theo là con này thì các bác lên cho em là ví đại bàng nhá. Ví đại bàng, con này sẽ là 100.000. 100.000 cho con ví đại bàng như này. Con này rất là đẹp luôn. Đó. Ví đại bàng rất là đẹp này. Đấy, chất liệu của nó cũng 100% là da bò hết nhá. Da bò hết. Đấy, tiếp theo là ví da bò Mỹ này, da bò Mỹ Made in USA. Con này sẽ là 120.000 này. Con này 40.000 này. Con này 120.000 này. Và con này 100 này, đại bàng là 100 này. Và cái ví giấy tờ này thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho cái ví đựng giấy tờ như này. Lên cho em là ví đăng kiểm nhá. Ví đăng kiểm, ví giấy tờ 50.000. Đó, các loại ví bên em. Tiếp theo là găng tay thức ăn 20.000 cho một bịch như này. Đấy. Các bác bóc qua cho em, lấy ra này. Đấy. Găng tay vải lụa này. Đấy, găng tay túi bóng lụa. Siêu dai, siêu mềm luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Đấy. Tay em là tay đàn ông to này, đi vẫn vừa hết nhá. Đấy. Các bác có thể dùng rất là tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 20.000 cho một bịch găng tay như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 chiếc nhá, từ 80 đến 100 chiếc găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn rất là ngon luôn. Đó. Tiếp theo là con lăn bụi nhá, con lăn bụi 25.000 cho một bộ, bao gồm là tặng kèm hai con với một con đi theo nữa là ba con, con lăn bụi. Đấy, rất là tiện luôn, con lăn bụi 25.000 các bác nhá, 25.000. Tiếp theo thì sẽ là cái đá mài thì bên em về có hai mẫu, đó là đá vàng và đá đỏ nhá. Đá đỏ là 70.000 và đá vàng là 90.000. Đá vàng là 90.000. Đều là hàng nội địa của Nhật, made in Japan hết nhá, made in Japan. Độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000 và 3.000, 8.000. Katashiwa made in Japan, chữ in trực tiếp trên đá luôn, để mài dao rất sắc bén nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái dây nồi cơm nhá, dây nồi cơm 30.000 một chiếc. 30.000 chiếc, nhà bác nào bị hỏng dây nồi cơm, bị hỏng, bị không dùng được thì dùng con này cho em. Đấy, mua về mình thay vào. Mình thay vào cái này là dây nồi cơm, dùng rất là tiện luôn, 30.000 một dây. Tiếp theo thì mài dao ba khe 130.000, hàng của thương hiệu Tamasaki made in Japan. Đó, Tamasaki made in Japan này, 130.000 mài dao ba khe nhá. Tiếp theo thì một con kéo cắt cành đúc, con này sẽ là 120.000 một chiếc này. 120.000 một chiếc. Con này để cắt cành đúc này. Đấy, cắt cành đúc rất là ngon luôn. Đấy, kéo cắt cành đúc 120.000. 120.000 cho con kéo cắt cành đúc như này. Con này rất là tiện nhá. Hàng đúc liền nguyên khối. Cắt cành, cắt cây cực kỳ là ngon luôn. Kéo cắt cành đúc 120.000. Tiếp theo là con robot hút bụi nhá. Robot hút bụi đây. Đấy. Con này thì rất là tiện rồi. Bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, có các cái phụ kiện đi kèm đây. Và một con máy đây. Có phụ kiện đi kèm. Đây là máy này. Cái này thì rất là tiện các bác nha, dùng để hút bụi các thứ rất là ok luôn. Đó. Các bác tháo cho em cái lẫy pin này ra này. Đấy là máy chạy này. Đấy. Máy chạy nha, tháo cái chân này ra này. Đây nha. Đó. Có màu đen, có màu lô thì màu đen, lô màu trắng này. Đấy, đây thì em tháo cho các bác xem này. Nguyên đai nguyên kiện sạch sẽ như này nhá. Đấy, và nó sẽ hút bụi vào cho các bác xem luôn. Đấy, hút bụi luôn nhá. Đấy, đây em bật lên nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe và êm luôn. Đó. Hút bụi rất là tốt nhá. Cảm biến nhá. Đó, cảm biến. Chạm vào là nó sẽ tự quay đầu các bác nhá. Rất là tiện luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy. Ví dụ chạm vào vật cản là nó sẽ tự quay đầu.
Đó. Rất tiện các bạn. Đó. Đây. Đó đây. Em sẽ dừng lại cho các bác xem này. Đó. Con này thì giá chỉ có 120 cành thôi. Đây. Đấy hút có mấy giây mà cái bụi mịn nó đã vào này rồi các bác này. Đấy. Mới hút có mấy giây thôi mà bụi mịn đã vào này là các bác yên tâm rồi. Đó. Rất yên tâm sử dụng luôn. Đó. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Chào các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là mùa hè rất là nóng bức và các bác nên mua cho mình một cái quạt xanh như này nhá. Quạt xanh tích điện, giá thì chỉ có 55.000 cho một con quạt xanh tích điện như này thôi. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đó. Con này thì 55.000 và nó rất là tiện ích nhá. Các bác đề phòng khi mình mất điện này. Đấy. Đề phòng khi mình mất điện hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây. Nó có công tác có 3 số luôn. 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3, nó sẽ có 3 số như này. Đấy, và các bác có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, nâng lên tụt xuống rất là ngon luôn. Đó, và ngoài ra thì các bác có thể là gấp gọn như này, gấp gọn này. Rất là tiện luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 55k nhá. Công tắc tắt vào đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh, giá sẽ là 55.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về thì các bác cái bật lửa Zippo thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Màu vàng và màu bạc như này. Hàng của Mỹ, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ nhá. Made in USA các bạn này. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Đó, bật lửa Zippo cực kỳ là ngon luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 nhá. 95k. Đó. 95k cho con bật lửa Zippo như này. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp ga mini nhá. Bếp là người ga mini 100.000. Đó. 100.000 thì bếp ga mini như này các bác dùng thì mình mang đi du lịch đi phượt này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy. Đấy, đi du lịch đi phượt. Rất là đẹp nhá. Đó. Các cái phần kết nối đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết. Đây là cái phần chân đế của nó này. Đó, chân đế của nó đây. Rất tuyệt vời luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bếp ga mini như này, nhỏ gọn tiện lợi. Đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bếp ga đơn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Con này thì cũng rất là tiện này. Đấy, đánh lửa tự động này. Đấy, lắp bình ga vào đây cho em. Đó. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá, rất dày dẫn chắc chắn. Thì con này các bác có thể dùng để mình đun ở phòng trọ này, đun ở nhà này, rồi nói chung là ăn lẩu ăn liếc cũng được. Nhà bác nào mà hay ăn lẩu dùng bếp ga, đấy, nguồn điện yếu dùng bếp ga thì mua con này cho em. Bếp ga đơn 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khô. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây sẽ là một cái dòng nước hoa Nhật cực kỳ thơm luôn. Đấy. Nước hoa Nhật cực kỳ là thơm nhá. Bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, cái giá của nó rất là hạt rẻ luôn các bạn. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30k cho một cái 30k trong cái hộp nước hoa này thôi. Đấy. Giá rất hạt rẻ, giá rất tốt để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. 30k trong một hộp bao gồm là 4 hộp nhỏ bên trong. Đấy. Nó sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong như này các bác này. Đấy. Và nó thuộc dòng là sáp khô như này. Sáp khô này các bác này. Đấy. Các bác có thể bôi trực tiếp lên tay này này. Đấy. Đây. Rất thơm luôn nhá. Lên tay, lên nói chung là lên đâu cũng được, rất là tiện. Đấy, nước hoa khô nhá. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đẩy ra này mình bôi sập vào này. 30.000 cho 4 hộp nước hoa thơm như này nhá. Đấy. Lên cho em đó là nước hoa khô nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp nước hoa thơm như này thôi nhá. 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọ xịt bếp nhá. Đấy, cái này để các bác xịt bếp này. Đấy, khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này thì giúp cho các bác là tẩy rửa vệ sinh bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bếp nhá, các vết dầu mỡ vết bám nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một lọ xịt bếp như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên theo là xịt bếp, giá sẽ là 50.000, chuyên tẩy dầu mỡ các thứ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Thì con này dùng rất là tiện. Thứ nhất là không bị bong các cái phần dây thép ra nó ảnh hưởng nhá. Thứ hai các bác dùng để mình chà cọ kỳ rửa, không cần phải động tay vào xà bông nhá. Và các bác có thể cho xà bông trực tiếp ở đây luôn. Đấy, kỳ cọ đánh rửa cho trực tiếp ở đây dùng rất tiện. Giá sẽ là 15k thôi. 15k trong cái cọ nồi như này. Lên cho em là cọ nồi 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện.
công suất của nó sẽ là 1000W luôn. Đấy, 1000W, con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây, con này thì dùng thì thôi rồi luôn coi nhá, dùng rất là đã luôn, cả hút cả thổi luôn. Giá sẽ là 260.000 đó. 260.000 cho con hút thổi bụi như này thôi, giá sẽ là 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên thuốc dán nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp thuốc dán, một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, đây nó sẽ có cái hộp bên trong này, nó là dòng, cái này nó là dòng viên này, nó là viên viên một hộp như này, và viên của nó là viên thuốc sinh học nhá, cực kỳ là an toàn luôn đó, và không không độc hại nhá. Đấy, một hộp này là 12 viên, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000, 50k trong hộp như này, hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật luôn. Đó, thuốc dán toàn chữ Nhật hết này. Cái này nó sẽ diệt là dán mẹ, dán con này, tổ dán này, rồi trứng dán luôn nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, các loại dán luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong con đèn phễu này thôi, siêu sáng luôn, có dây đeo này, có cáp sạc này, và có báo pin này, có báo pin, có sạc ra cho điện thoại, đầy đủ luôn. Đấy, rất sáng quá đây. Đó, rất sáng luôn. Đây. Đây các bác quan sát này, 95.000 một con đèn sáng kinh khủng luôn. Đó, có 3 chế độ nhá. Đó, sáng mạnh, sáng vừa này, và nhấp nháy này. Sáng lắm các bác. Đấy, rất sáng luôn nhá. Giá của nó sẽ là 95.000. 95.000 cho con đèn phễu này thôi. Lên cho em là đèn phễu giá sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn dây sạc nhanh nhá. Hàng của iPhone sẽ bao gồm cho các bác là một dây. Đấy, một dây và một củ như này. Một dây và một củ như này. Hàng của iPhone dùng để sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì siêu rẻ đâu. Chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k nhá. 60.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái ép tỏi này. Con này thì dùng rất là tiện rồi. Hàng thương hiệu Winling của Đức, hai hình người, inox 304. Đây. Đấy, các bác cho tỏi, cho hành vào đây, mình chỉ cần ép phát này là nó sẽ ra đầu này luôn. Rất là tiện luôn. Ép tỏi giá của nó sẽ là đi 100k cho con ép tỏi như này, 100.000 cho con ép tỏi này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm Hàn Quốc này. Kẹo sâm Hàn Quốc này, một bịch này của nó thì sẽ là 5 lạng. Giá sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Hàng của thương hiệu Hàn Quốc, made in Korea. Đó. Nguyên 100% là sâm tự nhiên. Dùng thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đó. 100% Hàn Quốc chính hãng nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đó, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Korea, đây, Korea, made in Korea, 90k cho một gói như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe nhá, súng xịt rửa xe. Đây là cái đầu lắp của nó này, về nhà các bác kết nối vào này. Đấy, và đây là cái đầu súng này. Và các bác xoáy cái này thì nó sẽ ra nhá. Súng xịt rửa xe 150k thì cái súng xịt rửa xe như này thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, dung tích là 1,5 lít. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nha, màu rất đẹp luôn. Bên shop về thì nó sẽ có mấy màu, màu xanh, màu đỏ, các màu luôn. Hàng quân đội Mỹ, dung tích là 1,5 lít. Inox 304, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Cái nắp này dùng để làm cốc uống nước được luôn. Đó. Rất chất lượng nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Bình nhiệt quân đội Mỹ 190.000. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đài FM, 260.000 cho cái đài FM như này. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ làm con đài rất là ngon luôn. Đấy, cho em chế độ FM như này nhá, sau đó thì bật lên này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần là dò tần sóng này này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá.
giá thì rất hợp lý các bác nhá, chỉ có cho các bác là đi một con đài EVM này 260.000 thôi. Đây các bác này, đấy, hàng thì sẽ là hàng của Nhật, made in Japan này, đó, made in Japan này, đó, có pin, có cáp sạc đằng sau đầy đủ này, đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa từ khi sử dụng sản phẩm đã luôn. Đây, các bác dò đây xem này, đó, rất tiện ích luôn. Con này thì ngoài chức năng là đài FM này, nó còn có các cái chức năng khác như là các bác có thể bắt bờ MP3 để nghe nhạc, rất là ok đấy, và Bluetooth này, kết nối này, đấy, kết nối các giác nữa này, và có đồng hồ này, có đồng hồ. Về có đồng hồ, các bác chạy đồng hồ thì tháo cho em cái lót này ra, đó, đẩy lên xuống là đồng hồ chạy, tiện ích lắm, đó, rất đa di năng luôn nhá. Đây điều khiển đồng hồ ở đây này, đó, chỉnh giờ đằng sau này, rất tiện luôn. 260.000 lên cho em là đài FM nhá. 260.000 một con đài FM này, được ok.